Vậy là hôm trước mình đã dựng xong một ngôi nhà nhỏ, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn phần tiếp theo là dựng địa hình, trong SketchUp, và mình đặt cái ngôi nhà này lên cái địa hình đồi núi đó. Thì đầu tiên để đặt địa hình đó thì mình sẽ tách bóng đổ của nhà đi, thì bóng đổ này nó sẽ làm cho rất là nặng máy ha. Chữ mình xem thôi, hoặc là xuất kết quả mình mới cần cái bóng đổ, còn lúc mình thao tác làm việc thì nên tắt bóng đổ này ha, đánh nhẹ máy. Rồi đầu tiên thì mình chọn hết cái này nè, mình bấm phím phải, mình mét nó lại để cho nó thành một khối duy nhất thôi ha. Rồi tiếp theo ta vô bấm phím phải vô cái phần toolbar này, bật cái công cụ là sandbox lên, sandbox lên đó, công cụ sandbox lên đây. Rồi ha, kéo đây này, có thể nó bị mất, tạm thành tắt cái laser này đi nha, tắt laser này ha, kéo sang bộ đến đây. Rồi thì ở phần đầu tiên của sandbox này là công cụ from contours ha. Thì cái công cụ này là nó sẽ tạo địa hình từ các đường lòng mức, nhưng mà đường mức này thì nhập từ bên AutoCAD qua. Ví dụ có ai đó đi đo trắc địa về thì xuất qua bên CAD, nó có những cái đường lòng mức á, thì cái chức năng đầu tiên này cho phép là xuất từ AutoCAD qua đường lòng mức và từ đó tạo thành địa hình dựa trên cái đường lòng mức đó. Nhưng ở đây ta không có cái file CAD dạng đó, thì ta bắt đầu qua mục thứ nhì. Mục thứ nhì là from structure, có nghĩa là tạo một cái địa hình từ cái vẽ. Thì trình tự nó giống như rectangle ha. Bây giờ bấm chữ O là orbit để mình xoay cái này thôi, xoay ra ha. Rồi bây giờ mình bấm vô cái công cụ thứ nhì ha, form sắc nè. Rồi mình chọn cái địa hình, dùng bấm từ đây ha, mình kéo ngang, đây đi ha, rồi mình kéo qua ha, kéo qua đó, thì tự động nó tạo thành cái lưới. Cái lưới là khoảng cách là 3 mét ha. Nếu khoảng cách này nó thưa quá ha, thưa quá mà mình làm mô hình không được á, thì mình sao. Rồi đầu tiên mình thử trước ha, thử trước nè, để chỉnh được cái mô hình này á, nhấp nhô á, thì đầu tiên mình lít đo vô đó, lít đo vô cái phần này, sau đó mình chọn cái công cụ là smooth ha. Công cụ này có chức năng là đẩy cái mặt phẳng lên thành lồi hoặc lõm ha, smooth. Rồi chọn này ha, đó khi mình chọn nó có một đốm cái màu vàng này nè đó, mình nắm một cái đại nào đó thôi, mình nắm kéo lên đó thì nó lên cái địa hình ha, mô hình đó. Rồi giả sử nè, nó lên mô hình nè. Rồi tiếp tục nè, chọn nè, bấm vô smooth nè, thấy không, cứ chọn cho một chỗ nào thì nó lên chỗ đó đó. Nhưng mà nếu mình thấy cái lưới này 3.000 mình thưa quá thì bắt đầu mình chỉnh lại ha, bằng cách mình vẽ lại ha. Rồi tạm thời mình xóa này đi, mình vẽ lại nè. Bấm vô, đầu tiên là bấm vô công cụ là from Structure ha, bấm vô. Khi bấm vô thì tự động ở dòng tình trạng nè, nó có chữ Risk Spacing là nó 3.000 nè. Bây giờ mình chỉnh là 2.000 thôi ha, bỏ gõ vô 2, 1, 2, 3, 2.000, Enter. Rồi bắt đầu mình vẽ nè, đầu tiên là bấm chuột một điểm ha, nắm kéo ngang ra, kéo ngang ra theo chuột màu đỏ đó ha. Rồi bấm phím trái lần nữa, rồi bắt đầu đẩy đi, thấy không, thì cái lưới nó nhỏ hơn rồi, nữa không đúng không? Rồi bấm vậy là xong ha. Rồi sau khi xong rồi mình lít đo vô ha, rồi mình vô cái phần default train nè, vô material sẵn mình tô cho nó một cái mục là landscape, một landscape mình tô cho nó cái cỏ luôn đi ha, đó để nó hả. Rồi sau đó mình bấm vô công cụ là smooth ha, smooth đó. Chọn một điểm trước đi nha, tại mình chọn nhìn nó hết nó che máy nè, chọn một điểm nha, chứ mình chọn hết mà bấm vô smooth thì nó muốn che máy này, nặng lắm ha. Escape nó lại nè, escape ra đó, nó muốn che máy ha, vì nó hơi nặng, mình lỡ mình chọn hết là rất là nặng ha, ráng bấm escape ra. Rồi làm lại ha, tiếp đôi vô nè, chọn một cái nè, ha, chọn một cái để bấm vô
smooth ha. Đó, chọn một vị trí mình có menu thì nó đỡ hơn. Đó, đẩy lên nè ha. Rồi, nếu mình thấy cái diện tích mà bao xung quanh nó nhỏ quá thì mình nhìn thấy nè, ở đây là radius là 10.000 này không? Mình có thể chỉnh cái bán kính này lên. Rồi tiếp theo nè, mình về công cụ smooth tiếp nè. Smooth này ha, ở đây 10.000 thì thay vì 10.000 mình gõ 20.000, 20, 1, 2, 3, Enter. Đó, thấy không? Thì cái vùng nó lớn ra thấy không? Nó này bấm lên nè, đó. Rồi, giờ mình chọn cái vùng mới nha. Rồi bấm lên Smooth ha. Smooth, đó, cái vùng nó lớn lên thấy không? Đó là nó, cái đầu núi nó lớn lên theo ha. Rồi, tương tự vậy, bấm O nè, quay nè. Đó, chọn cái vùng này, bấm Smooth nè. Đó, kéo lên nè. Đó. Đó, ok. Đó. Nếu mình thấy chưa ý kéo lên nữa đó, mà thấy ok là thôi. Rồi tương tự bên đây nha, chọn nè, rồi bấm smooth nè, mình hơi chọn cạnh hoặc chọn mặt mặt cũng được ha. Đó, lên nè, tiếp tục bấm đây nè, chọn smooth nè, kéo lên nè. Đó, bây giờ ta có cái đồi ha, thấy không, cái đồi nè, nhà mình nằm dưới ngôi đồi nè. Rồi nếu chưa ưng ý thì ta có thể chọn nữa. Giả sử mình bấm lên Smooth ha. Đây mình chọn lại là thay vì 20 ngàn mình chọn lại 10 ngàn. Enter. Rồi, chọn một điểm ha. Sau khi đó chọn một điểm nha, bấm vô là chọn điểm lại. Nhớ lít đôi vô nha, nó mới hiểu nha. Rồi, chọn Smooth ha. Lên nè. Đó, thấy không? Rồi tiếp tục. Thôi. Chọn đây nè ha, bấm Smooth nè. Rồi cái này di chuyển xuống. Đó. À, rồi vậy. Ok. Rồi. À. Rồi dựa vô đó mình có thể tạo cái mặt nước chẳng hạn vậy. Giờ mình mua đầu tiên di chuyển ngôi nhà lên lên trước nha, M di chuyển theo trục Z nha. Nhớ di chuyển theo trục Z nha. Ok. Rồi. Tiếp tục là chọn nè, tiếp tôi vô chọn nè, bấm này ha. Chọn Smooth nè, di chuyển lên trên nè, nó để cho đỉnh lên cao lên. À, ok. Rồi tương tự vậy, chọn tiếp nè, cái cạnh này nè, chọn smooth nè, chọn xuống dưới tiếp, nó cho sâu xuống dưới tiếp. Rồi ok. Rồi sau đó mình dùng công cụ là nét tăng bình thường thôi, mình vẽ cái mặt phẳng ha. Vẽ phẳng mình làm cái mặt nước cho nó. Rồi mình u vô ha. Đó, mình mua thẳng vô. Đó, mình mua lên. Mua lên hay chụp Z, bấm mũi tên lên. Đó, tên lên là chân Z. Để tạo cái mặt nước cho nó. Rồi, có thể là kéo cái rộng rộng ra, kéo cái cạnh của cái rectangle tăng này rộng ra nè, để cho nó lắp vô cái phần cái mặt nước gì đó ha. Đây nó hơi hơi dư tí xíu, em mờ vô. Rồi, chỉ chỗ cạnh em gì nè, em mờ lắp vô ha. Đó, cảnh tự nhiên em mở đẩy qua nè. Rồi đây. Giúp ba cái luôn, bấm lệnh mu, bấm chụp chữ y cho xuống dưới lại cho đừng chèn qua đó. Rồi vậy đi ha. Rồi sau đó mình click ba cái nè, mình tô cho nó là water water ha, cho cái sóng biển này nè. Đó, tại mặt nước mặt nước này nhỏ quá hay cho cái lớn hơn. Rồi bấm vô edit nè, edit nè, nó bằng 3.000 nè, cho nó thành là 10.000 đó, để cái sóng lớn hơn này không, lớn hơn chưa, ok ha. Sóng này không quá, không để lắm, chịu, chọn lại cái khác, select nè, qua đây chọn lại cái mặt nước này đi. Đó, edit nè, này cho 5.000, thấy không, cái sóng nước lớn lên đó. Vậy là ta xả xong cái phần mặt nước ha. Rồi tiếp theo, ví dụ bây giờ ta muốn đặt cái ngôi nhà này lên ngọn đồi này ha, thì bắt đầu mình lớn nè, ở vị trí mình đặt nè, kéo về mặt bằng nè, kéo về tầm tạo mặt bằng nè, ô nè đó. Mình ví dụ mình di chuyển đây nè, mua qua tí xíu ha, mua hút này xíu. Rồi ok ha,
mình nhìn coi được chưa, mình thấy được rồi, bắt đầu mình đặt ngôi nhà trên mặt bằng đồi này nha. Rồi bây giờ mình tiếp tục là dùng công cụ là stem ha. Stem sau khi chọn stem nó chọn cái mặt phẳng này nè, cái mình bấm vô cái mô hình này ha, tự động nó chọn nhà này, bấm vô mô hình này đó thì nó in cái mặt phẳng của nhà xuống dưới cái địa hình đó, bấm đây ha, làm tương đối thôi. Rồi ok ha, đó nó tạo hình phẳng thấy không. Rồi bấm M move nó xuống địa hình này đó, thấy không, nó khớp vô đó. Nhớ là khi chọn stem á, thì mình chọn cái ngôi nhà trước ha. Mà nhớ là cái này một khối nha, chứ không nó không biết chọn cái nào, nó một khối để nó chọn cái mặt phẳng lớn nhất chỗ khối đó đó thì ta được cái ngôi nhà ha, mô hình này. Rồi nếu mà ta thấy bên cái dốc này nó bị cao nè, thì ta thể lật cái ngôi nhà qua, chọn flip nè, rest nó lật nhà vào đây cho nó qua cái phía này đó, để cho cái đường đi nó dễ thoải mái nè ha. Còn đây nó bị lún một chỗ nè, hoặc là mình dùng cái công cụ smooth move lên nữa ha. Rồi cái đó là phần xong của cái phần stem ha, phần stem. Tiếp theo cái mô hình á, thì ta vẽ một đường để cho lên cái núi này ha, lên cái ngọn đồi này, vẽ một con đường cho nó. Rồi ví dụ mình vẽ bằng cái lệnh là freehand đi ha, freehand. Rồi vẽ nè, mình nhắm tương đối thôi ha, đó nhắm tương đối thôi đúng không, vẽ bằng công cụ freehand à, cứ vẽ rộng ra thoải mái ha. Rồi sau khi vẽ xong á, mình chọn cái này, mình M bấm Ctrl để copy nó ra, ở phía M là move á, copy ra đường rộng tí xíu ha. Rồi mới vẽ cái line qua đây ha, line qua đây luôn đó, để tạo thành mặt phẳng ha. Rồi sau khi tạo mặt phẳng xong rồi, mình đít ba cái mình move nó vô, M nè, move nó vô nè, move vô ngay vị trí mong muốn ha. Rồi bắt đầu move lên, M move tiếp lên nè, bấm mũi tên lên ha, để cho theo trục Z đó, theo trục Z nè đúng không. Rồi xoay thử coi nó vừa ý chưa đó. Nếu mà xoay kiểu mô phối cảnh này nè, mình khó quan sát thì mình có thể vô camera, vô parallel projection nè ha, vô đây rồi xong đó về cái phần là top nè ha, đó để mình kiểm soát được cái đường cong này như vậy. Rồi vô M là move nè ha. Đó chẳng hạn gì move con đường vô đây đúng không, đó là con đường lên đồi đó. Rồi cho nó dư vị thoải mái đó, mình kéo nó ra nè ha, kéo ra bằng cái mép của cái nhà này đúng không, ok ha. Rồi sau khi nó bằng cái vị trí mép rồi thì mình phải vô camera lại, vô perfect steel lại ha, thành phối cảnh. Rồi mình dùng chức năng tiếp theo đó là wrap ha. Thì chức năng wrap này á, nó giống như chức năng nãy là stem vậy. Stem thì nó in ngôi nhà này lên địa hình, thì chức năng wrap là gì, wrap thì nó in một mặt phẳng lên cái địa hình ha. Thì nó khác một chỗ là chức năng stem hồi nãy á, là khi địa hình nhấp nhô á, thì chức năng nó in lên á, thì nó tạo mặt phẳng trên địa hình này. Còn chức năng là grab này đó, thì nó sẽ in cái mặt phẳng này nhưng mà theo cái độ dốc của mô hình luôn nha. Rồi bây giờ mình thử ha, bấm vô grab nè, bấm vô stem nè ha, stem. Rồi sau đó khi stem nó chọn cái hình thấy không, rồi bắt đầu lúc này mình bấm vô địa hình ha. Khi stem thì nó hiện cái viền màu đỏ nè, nó đã chọn mặt phẳng này rồi. Tiếp theo mình bấm vô cái địa hình này, bấm thấy không, thì lúc này cái in cái mình lộn cái wrap ha, wrap nè, làm lại ha, chọn ha, bấm wrap nè nha, cho cái stem nha, wrap ha. Rồi sau đó mình chọn vô cái mô hình này thấy không, thì nó in cái đường viền này thấy không, vô cái mô hình ha, in cái đường viền vô mô hình. Rồi xóa này đi, mình cần nó sao nó in hình rõ rồi, rõ rồi, mình chuyển cái này nè thành cái file khác, thành cái luận điệu khác. Rồi đít đôi vô ha, chọn nè, bấm vô là chọn là alpha brick, làm đường bê tông ha. Rồi bấm vô đây, đường sỏi đá vậy tùy mình ha. Ở đây mình đó, mình tô vô cái phần mà nó in cái địa hình cái mặt phẳng ráp lên á, giống như đây.
Rồi, bấm vô ha. Vô. Rồi, vậy là xong ha, vậy là ta tạo được một cái con đường ở lên đồi. Ok ha, con đường lên đồi. Rồi, phần tiếp theo á thì là chức năng là add detail này có nghĩa là làm cho cái mực độ lưới này nó mịn hơn. Rồi giả sử ha, mình sẽ click đôi vô, mình chọn cái cạnh này ha, chọn cạnh này, sau đó mình bấm vô add detail. À. Rồi bấm vào add detail nè ha, chọn lại, hoặc mình chọn một cái vùng chứ không phải chọn ấy, rồi một cái vùng luôn, chọn cái vùng luôn nè, chọn một cái vùng lớn luôn nè, đó mình bấm add detail ha, add detail đó thì nó mịn hơn, thấy không, cái mực độ lưới nó nhiều hơn, nó dày đặc, nó mịn hơn. Rồi tương tự vậy, chọn hết cái vùng này, bấm vô add detail, đó tương tự vậy ha, tiếp tục chọn tiếp nè, chọn hết cái vùng này luôn chẳng vậy. Rồi bấm vô add detail ha. Đó. Rồi tương tự vậy ha, chọn cái vùng này. Chọn vùng này nè. Ha. Rồi quay lại cho dễ chọn. Rồi bấm vô add detail ha. Đó, thấy không? Nó còn mịn nữa, mình chọn những cái vừa rồi đó mịn nữa, chọn tiếp nè. Nhớ là lít vô gì đó đo vô ha, mới chọn. Rồi bấm vô add detail ha. Đó, thấy không, cái lưới nó mịn hơn. Rồi tương tự đây nè, add detail ha, ok ha. Rồi ở đây cũng vậy nè, ví dụ lít đôi vô nè, chọn nè, đó bấm vô add detail nè, thấy không. Rồi chức năng cuối cùng của Sandbox có nghĩa là lực cái lưới này đi, giả sử chọn vô ha, chọn cạnh này nè, rồi bấm vô đây nè, đó là flip edge, là lực cạnh, lực nè, thấy không, lực cạnh nha, lực cạnh này, lực cạnh này mình chỉ vô cạnh nào nó lực cạnh đó, lực cạnh này chẳng hạn gì đó, lực cạnh. Chức năng này khi mình muốn đổi cái mặt phẳng thôi chứ gì đó, chứ nó cũng không gì bình thường, mình cũng ít dùng cái chức năng này ha. Khi nào mình muốn cho cái lưới nó đẹp á thì mình sẽ dùng chức năng này cho nó đẹp, thì chỉnh từng cái, nhưng mà cái này rất là cực đó. Vậy là xong phần Sandbox ha. Sandbox rồi, ở đây thì nó lồi lõm nè, mình thấy ở phần đáy nó lồi lõm nè, mình nhìn ở trên này thôi. Đó là cách tạo địa hình trong SketchUp. Rồi vậy là đến đây đã xong phần tạo địa hình cho shop ha. Chúc các bạn thành công, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.